Xin chào các bạn, bạn có thắc mắc Elon Musk có tổng bao nhiêu người con chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Elon Musk, tỷ phú người Mỹ gốc Nam Phi, có 11 người con tính đến năm 2024. Dưới đây là một số thông tin về các con của ông: Nevada Alexander Musk, 2002, con trai đầu tiên với người vợ đầu tiên Justin Wilson, không may qua đời khi mới 10 tuần tuổi. Cặp song sinh Griffin Musk và Vivian Jenna Wilson, 2004, sinh đôi với Justin Wilson. Vivian sau này đã thay đổi tên họ và xác định bản thân là người chuyển giới. Ba người con sinh ba trai, Sa Công và Damian Musk, 2006, sinh ba với Justin Wilson. XA12 Musk, 2020, con trai với nhạc sĩ Grime, tên đầy đủ là Clare Boucher. Esadak Sider Musk, 2021, còn được gọi là Y, con gái sinh qua phương pháp mang thai hộ với Grime. Cặp song sinh với Sivong Jilic, 2021, tên của hai người con này chưa được công khai rộng rãi. Sivong là một giám đốc điều hành tại Neuralink, một trong những công ty của Musk. Vậy tổng cộng, Elon Musk có 11 người con với 3 phụ nữ khác nhau. Cảm ơn các bạn đã xem video.